bạn có thường hay uống sữa hạt, dù là bạn đã uống hay chưa uống, bạn cũng nên biết 7 lợi ích của sữa hạt đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với người mắc bệnh đái tháo đường. Chào mừng bạn đã quay lại với kênh Kimi. Một, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, sữa hạt bổ sung vitamin, chất xơ, khoáng chất như magi, sắt kali, canxi và vitamin D. Nó cũng chứa axit béo omega 6 và hàm lượng chất đạm cao. 2. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các loại hạt chứa vitamin E, axit béo omega 3, chất xơ và chất béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe mạch máu. 3. Tăng cường sức khỏe cho mắt. Sữa hạt chứa các chất chống oxy hóa như lutein và sesantin, giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực khỏe mạnh. 4. Dễ tiêu hóa. Sữa hạt là lựa chọn tốt cho những người không dung nạp lacto, giúp cung cấp dinh dưỡng mà không gây dị ứng hay rối loạn tiêu hóa. 5. Chứa ít năng lượng. Sữa hạt chứa ít calo hơn sữa động vật, giúp duy trì cân nặng và vóc dáng thông thả. 6. Kiểm soát lượng đường trong máu. Sữa hạt có chỉ số đường huyết thấp, giúp giảm lượng đường trong máu và kiểm soát cảm giác thêm đồ ngọt. 7. Duy trì làn da khỏe mạnh. Sữa hạt giàu đồng, hỗ trợ sản xuất. Pozotin của da như collagen và elastin, giúp chống lão hóa và duy trì làn da hồng hào sáng khỏe.